À, sau một thời gian làm việc ở đây thì mình thấy có rất là nhiều khách hàng đã niềng thành công. Đấy là một nguồn động lực thôi thúc mình niềng tại nha khoa WinSmile. Mình là Yến, năm nay mình 24 tuổi và mình làm nhân viên tại nha khoa WinSmile. Răng của mình thì như các bạn thấy đấy, là răng của mình bị khớp khểnh. Thế nên là mình rất là muốn niềng từ khá là lâu rồi, nhưng mà mình có rất là nhiều nỗi lo, thế nên là mình lưỡng lự và mình đã không niềng. Sau một thời gian làm việc ở đây thì mình thấy có rất là nhiều khách hàng đã niềng thành công. Đấy là một nguồn động lực thôi thúc mình niềng tại nha khoa WinSmile. Mình chọn mắc cài kim loại là vì hai yếu tố. Cái thứ nhất là về mức chi phí nó phù hợp với lại tài chính của mình. Và cái thứ hai là theo như mình thấy thì cái mức độ hiệu quả thì đạt được hiệu quả tối đa, và cũng như là cái thời gian niềng được rút ngắn lại. Với cương vị là một nhân viên tại nha khoa thì sau khi mà mình theo dõi những ca niềng thành công và sự thay đổi của khách hàng trong cái quá trình mà niềng thì mình cảm thấy rất là yên tâm với tay nghề của các bác sĩ. Và khi mà mình đến tư vấn thì bác sĩ khám cho mình cũng rất là cẩn thận và đưa cho mình một cái phác đồ rất là cụ thể và rõ ràng. Thấy miệng hơi đầy và mình nói nó cũng sẽ khó hơn một chút. Vừa rồi thì bác sĩ cũng có dặn mình là một vài ngày đầu thì nên ăn cháo để tập quen với khớp cắn. Và nếu mà trong cái quá trình niềng mà không may có cái mắc cài có chạm vào môi má thì mình sẽ sử dụng sát thủy nha, và cái này sẽ được tạm. Vệ sinh răng miệng thì phải hết sức chú ý và kỹ hơn với lại vệ sinh răng miệng bình thường. Với cương vị là một chăm sóc khách hàng tại nha khoa WinSmile thì khi mà mình sử dụng dịch vụ này thì mình đồng cảm và mình đồng hành được với khách hàng trong cái quá trình niềng của họ. Và bên cạnh đó thì mình cũng hiểu hơn về những cái khó khăn mà khách hàng đã trải qua, để từ đó thì mình cũng chia sẻ và đưa ra những cái lời khuyên tốt nhất và thật nhất cho khách hàng.